Ủa là trời, chuyện mà bà chị tôi định mở shop phụ kiện điện thoại mà chưa tìm được nguồn hàng cung cấp. Định nhờ tôi tìm giúp mà tôi suy nghĩ nát óc mấy ngày nay, không biết ở đâu bỏ sỉ phụ kiện điện thoại vừa chất lượng lại giá rẻ hơn so với thị trường đây ta. Và đây rồi, sản phẩm phụ kiện điện thoại của Sikana và Subitech. Theo như tôi tìm hiểu thì được biết Sikana là nhà cung cấp chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất và kinh doanh bộ sạc, loa Bluetooth, bộ nguồn di động, cáp dữ liệu, cường lực, tai nghe và các thiết bị công nghệ, thiết bị thông minh khác. Sikana này cam kết cung cấp cho người tiêu dùng toàn cầu các sản phẩm 3C, kỹ thuật số, di động thân thiện với môi trường, an toàn và đáng tin cậy, và xây dựng được danh tiếng cao trong ngành công nghiệp này. Còn Subitech thì ra đời từ năm 2011, chính là sản phẩm trí tuệ của một nhóm các bạn bè làm việc tại Viettel, VNPT, HTE và Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ. Họ là những con người làm việc ở những cái vị trí khác nhau nhưng đều có chung một ý tưởng sản xuất và phân phối, tạo nên một dòng sản phẩm có chất lượng cho người Việt. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường phụ kiện điện thoại, khi mà các sản phẩm nhập ngoại đang tràn ngập thị trường Việt Nam, thì đội ngũ nhà sáng lập Subitech có những cái cố gắng nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới và mang đến những cái sản phẩm thực tế với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam. Còn đây là tai nghe Bluetooth Sikana Li X2, kích thước nhỏ gọn, chất liệu silicon mềm giúp tạo cảm giác êm ái khi đeo và ôm tai hơn, giảm tiếng ồn nhất, ngoài ra còn chuẩn kết nối Bluetooth 5.0. Alo anh yêu hả, đến đón em nha. Sản phẩm thứ ba mà Hạnh anh bóp cho cả nhà là em pin iPhone 8B dung lượng cao với công nghệ sử dụng Li-ion polymer mật độ cao tương thích 100%. Pin EUTEV được sản xuất mới 100% theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu, chứng chỉ CE. Kế tiếp là em pin iPhone XG dung lượng chuẩn. Trên tay của Hạnh em cường lực iPhone miếng dán màn hình Subitech Glass đầy đủ mã theo các dòng iPhone chống vân tay, mỏng nhẹ, full mài với viền rất là nhỏ. Độ bám dính tốt, cảm ứng nhạy, độ cứng cao, sản xuất dành riêng cho iPhone luôn đó. Đây là sàn dự phòng QSM nhựa TPU đốt nguyên khói. Tiếp theo là em sàn dự phòng CB1 cũng là nhựa TPU đốt nguyên khói. Còn đây là combo sạc iPhone Lightning KGL. Sản phẩm thứ 9 mà mình cầm trên tay là dây cáp dù TPAC 1.2M mã CX6T. Còn này là dây cáp dù tự ngắt TPAC 1.2M mã CX8T. Cáp sạc nhanh BD20WC 2C CC100. Cuối cùng là combo cũ EO cáp TPC mã CBT1T. Review sương sương 12 sản phẩm của Sikana và Subitech vậy thôi, chứ đây là nhà sản xuất và nhà phân phối có rất là nhiều phụ kiện điện thoại chất lượng mà giá cả lại cực hợp lý. Vậy nên bạn nào có nhu cầu tìm nhà cung cấp sỉ phụ kiện điện thoại thì có thể liên hệ với công ty Sumatech để trở thành đại lý bán hàng nha. Bye.